Hơn 3.000 trái cây tạo hình độc lạ tại nhà vườn Bến Tre của anh Hoàng Vũ ở xã Tân Phong, huyện Thành Phú đã sẵn sàng phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2024. Trong đó, bưởi, dưa hấu tạo hình hồ lô, thỏi vàng, hình vuông, có chữ tài lộc đang trái hàng dịp Tết năm nay. Mỗi cặp có giá hơn 1 triệu đồng. Vào những ngày này, vườn bưởi của anh Hoàng Vũ đang tất bật đóng hàng, phân loại để kịp xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Trung Quốc và các tỉnh khác trong cả nước. Được biết, đây là mặt hàng hiện trên thị trường cũng thuộc diện khan hiếm, nên cách đây khoảng 3-4 tháng, thương lái đã tìm đến tận vườn để xuống đơn đặt cọc. Lý giải việc bưởi tạo hình thỏi vàng được khách đặt mua nhiều, anh Hoàng Vũ chia sẻ. Mình cũng nuôi nấng một cái ý tưởng là sẽ tạo ra nhiều sản phẩm tạo hình nó sẽ đẹp hơn, nó chất lượng hơn. Rồi mình cũng qua cái đúc kết kinh nghiệm nhiều năm của những anh em vậy đó. Rồi mình sáng tạo thêm một cái số cái phương pháp nữa để nó ra được sản phẩm nó hoàn mỹ hơn. Sẽ có cũng tạo ra được nhiều sản phẩm, ví dụ như bưởi thổi vàng, bưởi hồ lô, bưởi vuông và các loại sản phẩm dưa và dừa nó để phục vụ thị trường ngày Tết. Đa số là em sẽ bỏ sủi cho khách. Số lượng nhiều thì cũng có. Bưởi thì bên em đã khách đã đặt hết rồi. Còn dừa thì em vẫn còn nhận. Mỗi trái bưởi thổi vàng được chế tác bởi các nghệ nhân tài năng dưới sự sáng tạo độc đáo và tâm huyết. Cụ thể, ngoài vỏ mỗi trái bưởi có hình hồ lô hay hình thổi vàng sẽ có hai chữ tài lộc đối xứng nhau. Mỗi trái cân nặng từ 0,8 đến 1 kg được bán cho thương lái với giá hơn 1 triệu đồng. Riêng đối với các cặp bưởi cùng một chùm sẽ được bán với giá 3 triệu đồng, 1,5 triệu đồng một trái. Theo đó, các mặt hàng này cũng được phân thành 3 loại, loại nhất, loại nhì, loại ba tùy thuộc vào kiểu dáng bên ngoài và chất lượng bên trong để quyết định giá thành. Bưởi loại 1 thì thường là những trái bưởi da sạch, đủ hình, đủ cành lá. Đủ lá thì nó sẽ là những trái bưởi loại 1, còn những trái bưởi loại 2, ví dụ như trái bưởi hình nó không đủ, hoặc là lá nó ít, hoặc là nó những vết sẹo, thường là có những vết sẹo nứt, những vết sẹo, những vết chấm vậy đó, thì nó sẽ mất cái vẻ thẩm mỹ thì nó sẽ là loại 2. Hoặc là nó xấu hơn nữa thì mình sẽ qua loại vạt, nó rất là rẻ. Ngoài ra, trong dịp Tết năm nay, anh Hoàng Vũ còn tung ra thị trường các chậu bưởi kiển, trái được tạo hình bưởi hồ lô, bưởi thổi vàng, có chữ tài lộc. Mỗi chậu kiển có giá vài triệu đồng. Toàn bộ các chậu bưởi kiển đã được thương lái đặt mua hết tại vườn. Theo anh Vũ chia sẻ, trong quá trình ép khuôn cũng gặp không ít khó khăn, tỷ lệ hao hụt là rất lớn. Bên cạnh đó, điều kiện thời tiết sâu bệnh cũng là một trong những nguyên nhân khiến nhiều nhà vườn lo lắng. Tuy vậy, anh vẫn luôn tìm hướng phát triển mới, hoàn thiện sản phẩm của mình để đáp ứng được nhu cầu khách hàng trong và ngoài nước. Trong tương lai thì có lẽ là em sẽ nghiên cứu để ra một số sản phẩm nó mới hơn, nó gần gũi với thị trường hơn chút nữa. Và ví dụ như sản phẩm bưởi vuông nó có nhiều loại như là bản đồ Việt Nam hay là lá cờ Việt Nam hay là một về cái nào đó vậy đó. Như năm nay thì mình phát triển thêm cái chữ Phúc. Năm tới thì có lẽ mình cho ra một vài sản phẩm nữa. Và quan trọng là hoàn thiện tốt cái sản phẩm của mình. Ví dụ trái cây tạo hình mình phải làm cho nó thật đẹp, thật hoàn mỹ thì khách hàng người ta mới chấp nhận được. Với sự sáng tạo không ngừng và sự kết hợp độc đáo giữa nghệ thuật và ẩm thực, tạo hình các loại trái có hình dạng hồ lô, thổi vàng, hình vuông, có chữ tài lộc thực sự đã đem lại trải nghiệm tuyệt vời cho các gia đình dịp Tết. Những sản phẩm này không chỉ giúp nhà vườn giàu lên mà còn góp phần để mâm ngũ quả cúng gia tiên trong ngày Tết ở mỗi gia đình Việt thêm trang trọng, ý nghĩa, thể hiện tròn đầy ước vọng năm mới sung túc, bình yên, hạnh phúc.